bán ruộng mình thảo bây giờ. Ông này lái lâu rồi mà, bao nhiêu năm kinh nghiệm lái. Thấy được họ chứ, bán ruộng, chán rồi. Hai bác đi trang ruộng này hai bác lái lâu rồi. Trang nó phẳng ông làm. Giờ này chú hay đi bẫy chim nữa không? Ở nhà có con nào hay không chú? Đó. Ở nhà có con bổ nào hay không? Loại phay này nó ốc bươu vàng cái thứ đó, nó bập hết nhỉ. Hoặc là ốc bươu vàng các nó bập cho hết. Là đứa ấy rồi chạy hết, nó chạy sóng hết. Nó dạt trong cái khác này. Nếu nhiều nước thì nó dạt. Thế thôi như lội ổng mà nó ngang bắp chân này.
Tha hồ cấy rồi.